Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ, giảng viên trường chính trị thành phố. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc đội ngũ cán bộ, giảng viên trường chính trị thành phố dồi dào sức khỏe, tiếp tục phát huy năng lực, tâm huyết, đóng góp tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại thành phố Đà Nẵng. Làm việc với trường chính trị thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các đề án phát triển trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, trường cần tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tạo bước chuyển mới để nâng cao vị thế của nhà trường. Chúng tôi cũng mong muốn là trường chính trị thành phố, tập thể, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất, sáng tạo để chúng ta cùng chung cái sức mạnh tìm ra những cái giải pháp nâng cao hơn nữa cái vai trò vị thế của nhà trường trong cái sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng như là tham gia vào cái vấn đề là nghiên cứu góp ý tư vấn phản biện trong những cái đường lối chính sách phát triển của thành phố nói chung và của địa phương nói riêng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo cán bộ giảng viên trường chính trị thành phố cũng đã kiến nghị một số nội dung như cho phép trường được giữ nguyên biên chế như hiện nay đến năm 2025, cho chủ trương để trường phối hợp với các cơ quan có liên quan sửa chữa nâng cấp các hạng mục đã hư hỏng, Sở Tài chính sớm có hướng dẫn cụ thể việc trường xây dựng phương án tự chủ theo Nghị định 60 của Chính phủ.